Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video mình mới phát hành thì có nói về cách mà một số bạn là bị lỗi ở khai thác cái đồng Zilex quay ở ví Zimetalo gặp cái lỗi là đào được 2 hôm thì các bạn báo là vượt quá giới hạn là đào, tức là vào cái phiên đào lần thứ ba thì các bạn không đào được. Thì mình có đăng tải một cái video lên là mình có nói về cách để mà khắc phục ấy. Thứ nhất là gửi mail cho support ấy. Thứ hai là đăng xuất ra, đăng nhập lại, và thứ ba là chuyển là một cái lượng coin LTC vào mức thấp nhất để cái việc mà nó kích hoạt ví để mà được cái mai tự động của Zimetalo nó gửi về cho mình để cho nó trao đổi, nó kích hoạt cái ví mình ấy. Thì mình hiện tại thì mình cũng mong muốn là rất ít cái bạn bị lỗi này thôi thì mình có thể mình giúp được. Thì hiện tại thì cái video mình đưa lên thì mình thấy có ba bạn gửi cho mình cái mã ví LTC như mình hướng dẫn. Rồi đây là ba bạn đầu tiên thì mình nhận được là một hai ba bạn này, thì bây giờ hiện tại thì mình cũng hỗ trợ chuyển trước cho ba bạn này để mà cái việc mà kích hoạt cái ví thôi, chứ cần về giá trị đồng tiền thì nó chả chả có giá trị gì đâu. Nhưng mình chỉ gửi gửi làm sao cho đủ cái min ghi có ở ở cái sàn Zimitalo, tức là 0,001 Litecoin nhé. Thì giờ mình sẽ hỗ trợ trước mắt là ba bạn, và mình cũng hy vọng rất ít bạn bị lỗi này vì nhiều bạn quá thì không biết là mình có ra kịp cái này để mình ra kịp cái Litecoin để mình hỗ trợ không. Rồi thì trước mắt bây giờ thì mình sẽ vào cái trang web, mình sẽ copy địa chỉ ví của cái bạn đầu tiên này nhé, bạn comment đầu tiên này. Ok, bây giờ thì mình sẽ copy, mình sẽ vào cái mục rút tiền của trang web của mình sẽ vào cái mục rút tiền này. Mình sẽ vào mục rút tiền Litecoin này nhé. Thì mình làm sao mình chuyển vừa đủ số dư để mà nó đủ cái min ghi có đây thôi để các bạn kích hoạt ví, chứ còn về giá trị nó chả có cái gì, nó không đáng là bao nhiêu đâu. Nên mà nếu mình phải chia ra mình mới gửi đủ được, nhỡ đâu nó bị thêm ba bốn người nữa thì mình cũng không đủ được nhá. Trước mắt thì mình để mình thoát đây ra lát, rồi mình sẽ đen cái địa chỉ ví này đi, mình sẽ dán cái địa chỉ ví mình vừa copy của bạn kia vào. Ok thì mình sẽ 0,002 0,002 ok thì xem cái min. Cái min ghi có nó sẽ là 0,001, rồi nó lớn hơn 0,001 thì chứng tỏ nó cho gửi. Rồi, bạn đầu tiên thì mình sẽ gửi tặng bạn để cho bạn kích hoạt cái ví xem nào nhá. Thì mình đây là cái này thì mình cũng chỉ đoán là cũng có thể do mình chưa gửi một đồng quay nào vào mà nó hạn chế cái mức mà bị lỗi này thôi, nhưng mình chưa thấy ai bị lỗi, thấy các bạn bảo bị lỗi mình cũng phỏng đoán như vậy thôi. Ngoài cái việc các bạn gửi gửi mail cho support ấy, thì mà chưa được thì mình sẽ hỗ hỗ trợ cho các bạn nhé. Mình sẽ gửi cho bạn đầu tiên này, nội số lượng gửi ít nhất là 1.000. Ok đây mình làm lại mình thêm 1.000 nhé, 1.000 này đúng rồi, đây là min mình lại quên mất đấy. Cái min nó ghi là gửi 1.000 xu. Ok rồi mình gửi lại cho bạn đầu tiên nhé. Rồi việc xử lý thành công, hy vọng là chắc là mọi lần mình gửi thì nó chỉ mất tiếng hơn tiếng nhận được. Nhưng mà có lần mà nó hết cái này quay này ở cái ví này thì cũng khá lâu, phải hơn 1 ngày đấy nhé. Nhưng hy vọng là lần này thì sẽ hơn tiếng đồng hồ là các bạn nhận được nhé. Rồi mình thoát cái trang này ra, mình tiến hành là gửi cho bạn thứ hai nhé, bạn đầu tiên đây rồi, bạn thứ hai đây nhé, bạn thứ hai ok, bạn thứ 2 này quay. Bạn thứ hai mình xóa cái địa chỉ ví bạn đầu tiên đi, rồi mình dán cái địa chỉ ví bạn thứ hai đấy. Không biết là các bạn copy có đúng địa chỉ ví không, nếu mà nhầm thì cái việc mình hỗ trợ các bạn làm không nhận được đâu nhá, mà đồng nghĩa việc là nó lãng phí mà các bạn không nhận được nhá. Mình gửi bạn thứ hai này. Ok đây bạn thứ hai xong nhá, thì mình quay lại bạn thứ ba nhá. Bạn thứ ba đây nhá, bạn thứ ba này rồi. Ok bạn thứ ba mình làm lại cho đỡ lag này. Bạn thứ ba đây nhé, mình lại xóa cái địa chỉ ví bạn thứ hai mình dán này. Các bạn phải copy đúng địa chỉ ví nhé, nếu mà các bạn mà gửi cho mình mà không đúng địa chỉ ví đồng nghĩa việc mình tặng cho các bạn đồng này là hoàn toàn là mất, không được đâu nhá. Mình gửi bạn thứ ba này rồi. Ok như vậy là mình đã gửi cho ba bạn đây nhá, không biết là còn sau này còn thêm bạn bạn nào nữa không. Nếu mà hy vọng khoảng mà 90 bạn là mình hỗ trợ được, còn nếu mà vượt quá số đấy thì mình cũng vẫn hỗ trợ cho các bạn, nhưng có lẽ là nó phải đợi vài vài hôm sau để mình gom cái đồng Litecoin đã nhá. Thì trước mắt thì mình hỗ trợ cho ba bạn, thì hy vọng là ba bạn có đúng cái địa chỉ ví này và ba bạn đều nhận được nhá.
Và ba bạn nhận được thì các bạn comment dưới video này để mình biết được là các bạn đã nhận được chưa nhé. Và cái này thì mình chỉ làm video đến đây thôi, thì mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn. Hiện tại mình chuyển cho ba bạn được rồi đấy, một hai ba bạn, à thì còn hai bạn nữa, ở cái trang này nó đang bị, trang này thì chuyển đi đâu cũng được, nó nhanh ở chỗ là nó không mất phí chuyển đấy, nó không mà nó cho mình chuyển với một cái lượng mà mình muốn. Như để mình quay trang này, thì cái min chuyển nó rất là cao, nó bắt để mình xem thử cái min chuyển nó. Thế là mình sẽ chuyển cho một bạn nữa ở cái trang này, xong rồi mình sẽ convert mấy đồng quay, mình xem có đủ nữa thì mình sẽ chuyển nốt cho hai bạn nhé. Trước mắt thì mình sẽ ép cái địa chỉ ví của cái bạn Thắng Nguyễn thì mình chuyển cho bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ rút cái đồng Litecoin mình chuyển cho bạn Thắng Nguyễn nhé. Mình sẽ chọn ví trực trực tiếp này. Ở đây thì bạn Thắng Nguyễn phải để ý đúng địa chỉ ví của bạn đây không nhé. Mình không biết là bạn copy đúng không, hay bạn gửi cho mình thì mình tặng cho bạn thôi. Còn không biết là đúng không. Ở đây cái min ghi có sẽ là 0,002. 0,002. Mình sẽ cho vào đây mình sửa. Mình quên từ từ đã. Mình sẽ copy cái này. Copy mình dán ở đây. Rồi. Mình cho bạn thêm một số nữa, số 3 cho chắc ăn, số 3 nhé. Đó. Tức là mình ghi có mình có thay cái số 2 và số 3. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho bạn nhé. Chọn người máy này. Người máy này. Mình chuyển cho bạn, không biết là địa chỉ ví bạn cung cấp cho mình đúng không nhá, mình cứ chuyển cho bạn thôi nhá. Rồi ok, mình đã chuyển xong bạn thứ ba là bạn có tên là Thắng Nguyễn nhé. Thế thì đến bạn thứ tư này, thì mình ép lốt cái địa chỉ ví của bạn và mình gửi nốt cho bạn nhé. Rồi, mình chuyển tiếp cho cái bạn có tên là OSP Apple, bạn này chắc là chơi game support à. Rồi ok, mình chuyển tiếp cho bạn theo địa chỉ ví bạn cung cấp nhé, 1LH nhé. Ok, chọn Litecoin. Ví trực tiếp này. Không biết là bạn có đúng địa chỉ ví không, 1LH, bạn copy bạn gửi cho mình cái dòng địa chỉ ví đây nhá. Mình sẽ chọn, mình sẽ copy cái này. Mình cũng sửa cho bạn thêm thành số 3 nhé, số 2, số 3 cho chắc ăn. Rồi xác thực người máy gửi ok nhá. Đây là mình đã chuyển thành công cho các bạn là SP Apple nhá. Rồi mình chuyển tiếp cho một bạn tiếp theo nữa thì mình sẽ chuyển vào đây cho bạn là 1.000 xu đi. Bạn có địa chỉ ví, là MAO9BV nhé, không biết là bạn đã copy địa chỉ ví đúng cho mình không đấy. Rồi mình cứ gửi, không biết là bạn có copy đúng không ạ. Rồi nha, mình chuyển tiếp cho các bạn còn lại nữa. Xong đến bạn bạn này nhé. Đuôi có đuôi là WKMD, rồi ok, nhé. Mình hiện xem còn bạn nào ấy. Bạn Vân Trường, bạn này là cùng một địa chỉ ví mình chuyển rồi nhé, cái chuyển cái ví dưới và ví trên cùng nhau nhé. Rồi mình chuyển cho cái bạn anh Kim. Kim BWK MDD, ok. Mình cũng copy đây. Khóa con 2 mình thêm con 3 vào. Nó chắc ăn. Ok, bây giờ mình chuyển cho bạn nhé. Rồi như vậy là mình đã chuyển thành công cho bạn, xem đến bạn. Còn 4, ui còn nhiều thế à. Mình chuyển dần, không biết là có đủ để chuyển hết cho các bạn không. Nếu bạn nào mà
mình không chuyển hết được thì hôm sau mình chuyển sau nhá. Rồi mình chuyển tiếp cho bạn nữa. Có tên là Minh Đức, địa chỉ ví là MD BV kép. Giống nhau thế nhỉ, mình xem lại nào. Bạn này hình như là mấy địa chỉ ví cùng nhau mà. Bạn này MD FB rộng P5 bị ở bạn này. Đúng rồi, bạn này hình như là mình chuyển rồi mà, bạn này chuyển rồi. Bạn này mình chuyển ở từ địa chỉ ví này nha, ba cái địa chỉ ví giống nhau nhá. Đây ZQ3IEZ, ZQ3IEZ. Bạn này mình chuyển rồi mà, chuyển rồi bạn nhá. Đến bạn này đi. Rồi mình chuyển tiếp cho bạn Cao Hiếu nhá, MRP GZK. MRP GPK, mình có lại nhìn lại mà này. GPK GPK MRP 1 IB 3BC 1 I3BC đúng không? Mình copy ạ. Lên số 3 nhé, cho chắc ăn. Mã cáp. Rồi mình chuyển cho bạn là bạn Cao Hiếu rồi nhá. Bạn Thuyết Lê. Rồi mình chuyển tiếp cho bạn có địa chỉ ví là MK MHK Z ZZ 9. Bạn Thuyết Lê MHK 4 này. ZZ 9. Ok, mình chuyển cho bạn nhé. Con 3 đấy chắc ăn. Hình ảnh. Chuyển cho bạn này. Thành công rồi bạn nhá. Xem còn bạn nào nữa không? Ba bạn nữa. Khá nhiều các bạn bị lỗi này à. Giờ mình chuyển dần không biết có đủ hết cho các bạn không. Nếu bạn nào mà thiếu thì mình sẽ bổ sung sau vào hôm sau nhé. Ngô nhé. Mình chuyển cho bạn Tùng Ngô, mình lại nhìn lại để chỉ ví lần nữa xem nào. LAP DB. LADP NADP MQI W MQIW, không biết là các bạn phải copy đúng địa chỉ ví không, cái việc mình chuyển này nó mất tiền, nó không sang ví các bạn đâu nhá. Copy sửa hình số 3 hết nhé, chắc ăn. Ngày người máy ấy. Rồi thành công, như vậy là cái bạn Tùng Ngô đã thành công nhé. Để mình xem còn mấy bạn nữa không biết có đủ không. Còn hai bạn chắc là đủ, hai bạn thì chắc là đủ đấy. Mình sẽ chuyển nốt cho các hai bạn này nữa nhé. Bạn Dương Công Công Dương Gia nhé. Rồi mình chuyển cho bạn Công Dương Gia nhé. Tiếp. 6XIRIE 6XIRIE MWI MWI rồi ok. Mình chuyển cho bạn nhé, chắc là đủ để mà chuyển cho bạn một bạn cuối nữa đấy. Mình tưởng là có ba bốn bạn bị cái lỗi này, là cũng khá nhiều người bị, hy vọng là các bạn sẽ khắc phục và đào tiếp được nhé. Ok, mình chuyển thành công cho bạn nhé. Còn một bạn nữa là Quân Ga Minh, mình chuyển nốt cho bạn nhé. MC MD ví đẹp thế. Rồi mình chuyển nốt cho bạn nhé, may quá số likewise vẫn đủ cho bạn cuối cùng đây. Bạn cuối cùng sẽ là bạn Quân Ga Minh nhé, MDM 6MC. MDM 56MC 56MC 56MC. Ok, mình chuyển nốt cho bạn Quân Ga Minh nhé. May là vẫn là đủ để mà chuyển cho các bạn. Hy vọng là
là các bạn sẽ kích hoạt cái địa chỉ ví của mình lần đầu tiên mình gửi tiền đến ấy, thì họ sẽ gửi cho mình một mail về xin chúc mừng bạn đã nhận được cái số Litecoin ấy, thì đồng nghĩa việc là cái mail họ gửi cho mình nó sẽ kích hoạt cái ví của các bạn đào tiếp ở đồng Dlex nhé, mình chuyển tiếp cho bạn này. Rồi ok, mình đã chuyển tiếp cho bạn cuối cùng là Quân Gaming nhé. Rồi thì hy vọng là các bạn sẽ nhận được cái đồng coin này và các bạn sẽ kích hoạt được cái địa chỉ ví của các bạn để tiếp tục tham gia đào với iJob kiếm cái đồng Zinlex miễn phí ở ví Zimetalo này nhé. Và video mình làm đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video.